Chào mừng các bạn. Chúng ta gặp nhau trong một chương trình buổi chiều bàn về chủ đề nỗi sợ. Xóa bỏ nỗi sợ trong chúng ta. Những nỗi sợ vô cớ, những nỗi sợ đang trói buộc toàn bộ năng lực, toàn bộ sức mạnh trong chúng ta. Vậy xóa bỏ nỗi sợ để làm gì vậy? Để chúng ta có toàn bộ những cái năng lượng cần thiết để chúng ta đối mặt với cuộc sống này, để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống này. Vì sao cái việc mà xóa bỏ nỗi sợ lại quan trọng với chúng ta? Là bởi vì nếu nó còn ở trong chúng ta mà chúng ta không nhận thức được với nó, thì nó chính là nguồn cơn để níu kéo mọi thứ. Nó giằng kéo nội tâm, nó làm suy kiệt đi sức mạnh, và nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta cứ loay hoay, bí bách. Cho nên, việc nhận thức được nó, rồi xóa bỏ nó, làm cho nó biến khỏi tâm trí của chúng ta, sẽ giúp chúng ta có cái tư duy lành mạnh, có cái sức mạnh để có thể đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống này một cách vui vẻ và hạnh phúc. Vậy thì nỗi sợ nó bao gồm những nỗi sợ gì trong chúng ta? Chúng ta có bao nhiêu nỗi sợ trong cuộc sống này? Và ngồi tại đây thì tôi đã liệt kê ra một số nỗi sợ như sau. Ví dụ như là trong chúng ta có những nỗi sợ như là nỗi sợ nói trước đám đông, nỗi sợ phải nói trước đám đông. Rồi bây giờ bao nhiêu người muốn bán hàng online, rồi muốn trở thành người bán hàng, người tư vấn, thì nỗi sợ là sợ live stream. Không biết nói thế nào trước đám đông, không biết lên live stream thế nào. Đặc biệt như buổi sáng hôm nay, một nhân viên của tôi huấn luyện bạn live stream, thì trước khi bấm máy thì bạn run cầm cập, nên mà tim như là muốn nhảy khỏi lồng ngực mình vậy. Vậy thì chỉ có một cái kỹ thuật đơn giản trong vòng có 2 phút thôi. Chỉ 2 phút thôi, thế là bạn bay sạch nỗi sợ và bạn live stream một cách bình thường. Cho đến khi xong một cái thì tôi hỏi bạn, bây giờ em thấy thế nào? Bảo em thấy rất là thoải mái, tốt rồi. Vậy tôi mới hỏi bạn xem, nỗi sợ có thật không? Nỗi sợ có thật không? Không, nỗi sợ nó không có thật. Một lát nữa tôi sẽ giải thích với các bạn vì sao nỗi sợ nó lại không có thật. Giống như bạn Hiếu vừa nói, nỗi sợ chỉ là trí tưởng tượng đi sai hướng mà thôi. Nỗi sợ chỉ là đơn giản là trí tưởng tượng đi sai hướng. Lẽ ra nó phải đi hướng này thì nó mới mang kết quả tích cực, nó mang lại sức mạnh, thì nó lại đi hướng kia và nó hù dọa ta. Vậy nó chỉ là đơn giản là gì? Đi sai hướng mà thôi. Nào, chúng ta có nỗi sợ gì? Nỗi sợ nói chuyện trước đám đông, nỗi sợ phải live stream để giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ của mình. Rồi nỗi sợ gì? Có nhiều người trong gia đình thì có cái nỗi sợ như là sợ con hư, rất là sợ con hư mà bây giờ không biết làm thế nào. Rồi nỗi sợ là chồng có bồ, nỗi sợ là chồng có bồ. Ví dụ chồng là người thành công, người thành đạt thì bắt đầu là sợ là chồng có bồ. Rồi nỗi sợ tiếp theo là sợ mất việc, đang làm việc ở cơ quan, đang làm việc ở đơn vị đó và thấy cái ngành nghề bắt đầu nó suy thoái, và thấy có vẻ như là mọi người trách móc mình nhiều quá, rồi là sếp hay phàn nàn mình nhiều quá, thì bắt đầu nó sợ là sợ mất việc, sợ sếp chuyển phòng, chuyển bộ phận, chuyển sang một bộ phận nào đó mà nó không còn cái vị trí ngon nghẻ, hay không còn cái vị trí nó quen như là đang làm nữa. Rồi là sợ gì nữa, là ví dụ như là chủ doanh nghiệp. Là chủ doanh nghiệp thì các chủ doanh nghiệp lại sợ gì? Doanh nghiệp của mình suy giảm về doanh số, doanh nghiệp của mình suy giảm về cái sức mạnh của doanh nghiệp. Rồi nỗi sợ về doanh nghiệp của mình mất nhân tài. Nỗi sợ của doanh nghiệp của mình, nó nhân viên nó không có động lực, nó không có cái văn hóa bền vững. Nỗi sợ, thậm chí là còn sợ đối mặt để giải quyết với những vấn đề đó. Rồi tiếp theo những nỗi sợ gì nữa? Ví dụ như là nỗi sợ của những người mà mới bắt đầu làm nghề gặp bán hàng chẳng hạn, thì nỗi sợ ra gặp khách hàng, nỗi sợ ra gặp đối tác để giải quyết những vấn đề còn tồn tại giữa hai bên, nên cứ né tránh. Rồi nỗi sợ gì nữa? Nỗi sợ với đối mặt với chính những vấn đề của mình để giải quyết nó, và né tránh, lao vào những cái công việc, lao vào những cái điều gì đó mà khiến cho mình trở nên bận rộn, và cho rằng là mình đang bận rộn nên vấn đề này nó không quan trọng, cho nên không cần giải quyết. Rồi nỗi sợ gì nữa? Nỗi sợ giải quyết chính những mâu thuẫn của cá nhân và của gia đình.
anh có một cái rồi. Alo, anh đang live stream một chút thôi, xong việc thì anh sẽ qua nhá. Nhá, ok. Rồi. Rồi, một cú điện thoại về hẹn hò buổi chiều. À, tôi đã ngồi đây để chúng ta chia sẻ những điều thú vị này. Đấy. À, các bạn sẽ nghe lại xem, chúng ta có rất nhiều cái nỗi sợ bao quanh mình. Rất nhiều nỗi sợ bao quanh mình. Có người có một nỗi sợ, có người có rất nhiều nỗi sợ. Và những nỗi sợ đó nó thường trực trong chúng ta. Và các bạn đã biết, nỗi sợ đó khi nó thường trực trong chúng ta thì nó gây ra điều gì không? Nó gây cho chúng ta cạn kiệt năng lượng mỗi ngày. Nó gây cho chúng ta không còn cái tâm trí nào đó để chúng ta có thể dồn được cái sức mạnh của mình, hay là chúng ta có thể tập trung được cái tư duy của chúng ta giải quyết những việc mà một ngày nó đòi hỏi chúng ta phải tập trung để giải quyết. Nó như vậy đấy. Vậy thì các bạn có thấy rằng cái nỗi sợ có xứng đáng để chúng ta gì hiểu nó là cái gì không? Và để dỡ bỏ nó ra đời sống của mình không? Vậy, có bao nhiêu bạn trong này đang có nỗi sợ trong mình? Bao nhiêu bạn trong này đang có nỗi sợ thường trực trong mình nào? Các chị? Nào, xin mời các bạn. Nếu các bạn không có nỗi sợ thì buổi chia sẻ này nó cũng sẽ vô giá trị, bởi vì các bạn có nỗi sợ nào đâu. Còn thực sự nếu các bạn đang có nỗi sợ thì tôi sẽ cùng các bạn đối mặt với nó, xem nó là cái gì vậy. Và tôi sẽ chứng minh cho các bạn nó không có thật. Chỉ là cái sự tưởng tượng của chúng ta làm vống nó lên mà thôi. Và cái cách nào để có thể vượt qua nỗi sợ nó cực kỳ đơn giản. Đó là bằng nhiều cái công cụ khác nhau trong cuộc sống này. Nó cực kỳ đơn giản mà khiến chúng ta vượt qua một cách dễ dàng. Nào các bạn có đang có nỗi sợ gì không? Hãy cho tôi biết. Nào, các bạn có mạnh dạn để đối mặt với nỗi sợ của mình không? Có mạnh dạn để đối mặt với nỗi sợ của mình không ạ? Hay là chúng ta lại tiếp tục chờ đợi để người khác nói ra giúp mình? Chờ đợi để người khác nói ra giúp mình. Rồi sau đó mình được hưởng lợi từ cái điều mà người khác nói ra. Nào, tôi chờ đợi các bạn đấy ạ. Tôi chờ đợi các bạn. Còn nếu như các bạn nói là tôi không có nỗi sợ nào cả, cuộc đời tôi đang rất ok, công việc tôi đang rất ok, sự tự tin tôi đang rất ok, cuộc sống thể chất tinh thần của tôi đang rất ok, gia đình tôi đang rất ok, các mối quan hệ đang rất ok, thì không sao cả. Tôi sẽ dừng phiên livestream này lại và đi uống bia. Còn nếu như các bạn mà có tôi đang có vấn đề này, tôi đang có vấn đề này, tôi đang có vấn đề này, thì chúng ta sẽ cùng nhau để giải đáp vấn đề này và chúng ta tìm ra giải pháp để có thể đập tan hay là xóa sạch cái nỗi sợ hãi trong mình. Nào, xin mời các bạn. Nào, xin mời. Okay. Nào, xin mời các bạn. Tôi luôn luôn dành những chương trình cà phê NLP. Rồi, Nguyễn Thị Bạch Liên, Sợ Thuyết Trình. Rồi, có người đầu tiên rồi. Cảm ơn bạn Bạch Liên. Rồi, xin cảm ơn bạn. Sợ không đậu đại học. Ok. Rồi, tiếp tục đi ạ. Sợ thuyết trình, sợ không đỗ đại học. Tuyệt vời, rất là tốt. Tôi sẽ giải thích cho các bạn hết vì sao. Rất đơn giản. Cuộc sống này nó vô cùng đơn giản. Nó vô cùng đơn giản. Và cái điều đầu tiên, nó yêu cầu chúng ta phải gì? Phải nói rõ ra cái điều đó nó là cái gì. Khi rõ rồi thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến các giải pháp để giải quyết nó. Còn mình còn không rõ nó là cái gì thì nghĩa rằng mình làm gì có nó để mà giải quyết. Bạn Liên Trần sợ phải đái hiệp phụ. Đúng rồi, sợ phải đái hiệp phụ. Trời ơi, em sợ không có được công việc đúng với năng lực của mình. Rồi, ok. Vậy thì bạn hãy chú ý một lát nữa để tôi sẽ giải thích với các bạn các nỗi sợ đấy nó là gì. Tuyệt vời. Sợ nói người khác là không có tiền mà làm màu làm mè dạy đời. Đúng rồi. Có phải đợi thật giàu thành công rồi mới đi dạy không? Tuyệt vời, đúng rồi. Rất nhiều người sợ cái điều đó. Rất nhiều người sợ cái điều đó. Thì ở trong này tôi có thể trả lời bạn Michael Phạm ngay lập tức này. Người thành công nhé, chứ không phải là tôi. Người thành công họ nói rằng là sự cầu toàn giết chết sự sáng tạo. Cầu toàn giết chết sự sáng tạo. Và gì? Tôi nhớ đâu đó Jack Ma cũng nói rõ một điều rằng gì? Bạn cứ ngồi đó mà chờ tôi thành công thì bạn mới nghe theo tôi. Thì khi tôi thành công rồi thì tôi đã đi xa quá bạn. Đi xa lắm rồi. Đi xa, rất xa bạn lắm rồi. Đấy.
thành công là chúng ta phải rèn luyện. Vậy thì để đạt được thành công thì chúng ta bắt đầu phải bước vào cái lĩnh vực đó một cách rất là non nớt. Vậy thì chúng ta rèn trở thành cái người chuyên nghiệp, trở thành những người xuất sắc thì chúng ta phải rèn luyện. Mà rèn luyện thì bước đầu nó phải trải qua những cái thứ vấp váp. Mà chúng ta lại sợ trải qua cái thứ vấp váp đấy, xong khi mình lại bảo thôi không rèn luyện nữa, để lúc nào mình giỏi cơ thì mình mới rèn. Vậy thì làm thế nào để mình có thể có được cái điều đó được? Không bao giờ. Tiếp tục ạ. Sợ những thế lực ngầm. Rồi ok, em đang kinh doanh sợ thất bại, đúng rồi. Ngại thủ tục hành chính. Rồi, ok, cảm ơn anh Vinh. Rồi, nhiều bé. Đi làm, nghỉ việc và không biết làm gì tiếp theo. Đúng rồi. Còn gì nữa các bạn? Nào, tôi liệt kê ở đây này các anh chị này. Rồi. Sợ nói trước đám đông, sợ live stream của những cái người phải, mà nghề nghiệp đòi hỏi phải như vậy. Rồi, rồi sợ gì nữa? Là người chủ gia đình thì chúng ta sợ con hư này, không biết cách dạy con, sợ con hư. Rồi sợ chồng có bồ và có bồ. Rồi sợ mất việc ở trong đơn vị mình. Rồi là sợ doanh nghiệp mình suy thoái doanh số. Sợ doanh nghiệp của mình mất nhân sự giỏi. Rồi sợ gì? Sợ gặp khách hàng, sợ gặp đối tác để giải quyết những vấn đề mà nó đang tồn tại giữa hai bên. Rồi sợ đối mặt với chính vấn đề của mình. Ví dụ như là sợ đối mặt với vấn đề là mình phải hoàn thành việc này, phải hoàn thành việc kia, mình phải giải quyết cái mâu thuẫn này với mâu thuẫn kia, mình đang có bệnh, đang có vấn đề về sức khỏe thì lại sợ giải quyết vấn đề đó. Rồi sợ giải quyết cái mâu thuẫn của chính tại gia đình mình mà cứ trốn việc, lao việc vào cơ quan, lao việc vào việc này việc khác để cho rằng mình rất bận. Nào, vậy thì để tôi giải thích với các bạn điều này. Nỗi sợ, các bạn nghe ạ, nỗi sợ nó không có thật. Nỗi sợ nó không có thật. Như bạn Hiếu bên trên nói rằng, và cũng là người thành công đâu đó, người ta nói rằng gì? Nỗi sợ đơn giản là, nó chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của chúng ta đi sai hướng mà thôi. Cảm ơn bạn Hiếu đã cho một cái câu rất là hay, cho nên tôi đã nhớ lại cái câu đó và tôi phân tích các bạn đấy. Đơn giản là trí tưởng tượng đi sai hướng. Thay vì cái trí tưởng tượng của bạn là bạn nhìn vào cái vấn đề của bạn và bạn nghĩ cái giải pháp là làm thế nào để vượt qua, làm thế nào để vượt qua, và bạn nghĩ đến cái việc là khi vượt qua thì sẽ đạt được kết quả gì, cuộc đời của bạn sẽ viên mãn thế nào, bạn sẽ hạnh phúc như thế nào, bạn sẽ tự hào như thế nào, mọi người xung quanh sẽ tự hào về bạn như thế nào, bạn sẽ có chất lượng cuộc sống như thế nào, bạn sẽ có cái giá trị con người như thế nào, đầy đủ những năng lực, những kỹ năng và những tự tin như thế nào. Thì thay vì cái bộ não của bạn suy nghĩ về cái điều đó thì bạn lại nghĩ ngược lại rằng là cái vấn đề này sẽ gây cho mình những tổn thất gì, nó sẽ khiến cho bạn sợ hãi như thế nào, nó sẽ khiến bạn mất mát gì, trông bạn sẽ buồn cười như thế nào, mọi người sẽ nhìn bạn và cười chê với ánh mắt như thế nào, bạn sẽ đau khổ như thế nào, bạn sẽ vất vả như thế nào, bạn sẽ phải lăn lộn như thế nào, bạn sẽ phải dậy sớm như thế nào, bạn phải làm đêm hôm như thế nào, cái thân thể của bạn phải vất vả như thế nào. Thế là bạn vống cái sự tưởng tượng như thế, cho nên bắt đầu là bạn thấy sợ hãi. Bạn càng nghĩ đến điều đó thì bạn bắt đầu sợ hãi. Rồi bạn mới nghĩ rằng, rồi mình không có điều kiện, mình không có khả năng, mình không có năng lực. Bạn nghĩ về mọi thứ như vậy và cái nỗi sợ trong bạn lớn dần lên. Và cái điều này thì tôi muốn các bạn nghĩ về một cái luật gọi là luật tập trung. Luật tập trung nói rằng khi bạn tập trung vào vấn đề gì thì vấn đề đó nó mở rộng trong bạn. Cho nên khi nếu bạn tập trung vào giải pháp, tập trung vào việc là làm thế nào để bạn vượt qua, thì các giải pháp nó sẽ mở rộng trong bạn. Tất cả những cái cơ hội, những lựa chọn nó sẽ mở rộng trong bạn. Còn nếu bạn thay vì đó bạn tập trung vào những rủi ro, những mất mát, những vất vả, thì tất cả những nỗi sợ hãi đó nó cũng mở rộng trong bạn và khiến bạn co rúm lại, khiến bạn run bần bật, chân tay của bạn sẽ co rúm lại, toàn bộ cơ của bạn sẽ co rúm lại, và nỗi sợ hãi đấy nó cực kỳ to lớn. Và bạn đã không biết rằng mỗi một lần sợ hãi như vậy, bạn đang tạo cho mình một thói quen sợ hãi, một thói quen né tránh vấn đề. Và bạn tưởng rằng bạn tìm vui vào những công việc này, công việc khác, bạn khỏa lấp đi cái điều đó.
Nhưng bạn không biết rằng nếu bạn né tránh giải quyết một vấn đề phức tạp với cuộc đời bạn thì sau đó vấn đề nó sẽ trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Và đến một lúc bạn có tiếp tục phớt lờ nó sẽ quật bạn dập mặt xuống. Lúc đó bạn mới chợt tỉnh ngộ. Nhưng mà khi chợt tỉnh ngộ rồi thì bạn bắt đầu lúc đấy bạn mới nói rằng là trời ơi, bây giờ tôi không còn điều kiện nữa rồi, tôi không còn làm cách nào để vượt qua nữa rồi, tôi không làm cách nào để có thể gỡ lại được cái điều này rồi, bởi vì tôi mất mát hết mọi thứ rồi. Vậy tại sao cái lúc mà bạn đang gì, đang bình ổn như thế này, lúc mà bạn đang thịnh vượng như thế này thì bạn không nghĩ đến việc là gì, cái tương lai, cái cơ hội tốt đẹp này nó không kéo dài mãi. Bạn phải chuẩn bị cho mình một tinh thần, bạn phải chuẩn bị cho mình một bản lĩnh, bạn phải chuẩn bị cho mình tất cả những kỹ thuật, những công cụ, những năng lực để bạn duy trì bền vững cái cơ hội mà đang giúp bạn thành công trên thị trường hiện nay. Thì cái cách tốt nhất là bạn chỉ có chuẩn bị cái đầu, trong cái đầu bạn chuẩn bị mọi cái công cụ, chuẩn bị mọi phương tiện, chuẩn bị mọi kỹ thuật để làm cái điều đó. Bây giờ để tôi nói tiếp, nỗi sợ có thật không? Không. Bạn hãy nghĩ thế này, nỗi sợ chỉ là một tín hiệu của cuộc sống. Nỗi sợ chính xác, nó là một tín hiệu của cuộc sống. Nó đến với cuộc đời bạn là cho bạn và vì bạn. Nỗi sợ thực chất nó là một tín hiệu của cuộc sống, nó là một sự phản hồi của cuộc sống. Nó đến là vì bạn và nó đến để cho bạn. Vì sao ạ? Vì sao bạn sợ? Bởi vì nếu bạn có năng lực thì bạn sẽ không sợ bất cứ điều gì. Ví dụ nỗi sợ là con hư, nỗi sợ con hư. Nếu bạn đã có cái năng lực hiểu biết về con cái mình, hiểu biết về quá trình phát triển một con người, bạn sẽ biết cách nói chuyện với đứa trẻ như thế nào, bạn sẽ biết cách làm thế nào để tạo cho nó một môi trường linh hoạt, bạn sẽ biết cách làm thế nào nếu mà mình làm thế này thì sẽ gây cho nó tổn thương, gây cho nó sự sợ hãi và gây cho nó sự ỷ lại. Nếu bạn biết cách làm cái chuyện đó thì bạn có còn sợ hãi là con mình hư nữa không, con mình lười nữa không, con mình nhát nữa không? Không, đúng không? Vậy thì vì bạn không có cái năng lực đó, bạn đang thiếu cái năng lực đó, cho nên bạn mới sợ. Thế còn nỗi sợ chồng hay vợ có bồ, có người thứ ba, bạn sợ cái gì nào? Bởi vì bạn đã thấy rằng đi, mình đang rất là kém, mình đang rất là kém, kém so với những người ở ngoài kia, cho nên bạn mới sợ rằng là chồng mình, vợ mình có thể theo cái thứ người thứ ba đó. Đúng không ạ? Chỉ đơn giản là mình sợ mình kém thôi. Thế là mình xù lông xù cánh lên, kiểm soát bằng mọi thứ, nhưng đã không biết rằng bằng cái thứ đấy thì nó còn giết chết cái tình cảm, cái cảm xúc rồi. Lại cũng đơn giản là vì sự thiếu hiểu biết, thiếu cái năng lực giải quyết vấn đề, nên chúng ta đã giải quyết sai, nên càng làm cho vấn đề nó càng trầm trọng hơn. Có đúng không ạ? Rồi nỗi sợ gì nữa? Nỗi sợ bị mất việc. Nỗi sợ bị mất việc trong cái công việc mà bạn đang làm. Nếu mà bạn sợ bị mất việc trong công việc bạn đang làm, nghĩa là năng lực mình đang rất yếu. Và cả đời này bạn sẽ gì? Bị trói chặt bởi cái công việc đó thôi. Cả đời này bạn sẽ dậm chân tại chỗ, bền vững bởi những cái thu nhập đấy mà thôi. Thu nhập đấy là gì? Nếu bạn sợ mất việc trong một doanh nghiệp thì nghĩa là bạn sẽ có cái xe máy bền vững ổn định, bạn sẽ có cái nhà ổn định, hay bạn sẽ đang đi thuê ổn định, bạn sẽ có đôi dép ổn định, bạn sẽ có bộ trang phục ổn định, bạn sẽ tất cả mọi thứ trang phục trong bạn ổn định. Nói chung là tất cả cái gì của bạn cũng ổn định từ giờ đến cuối đời luôn. Còn nếu thực sự bạn là người có năng lực thì bạn ra môi trường nào bạn cũng thành công. Ra môi trường nào bạn cũng thành công. Bạn chẳng bao giờ sợ mất việc. Thậm chí bạn ra chỗ khác bạn còn cảm thấy phấn khởi hơn, bởi vì mình thay đổi môi trường thì sẽ làm cho mình cảm thấy phấn khởi hơn, nó không bị thói quen cũ, nó không bị cái vòng an toàn đấy nó trói buộc những cái năng lực sáng tạo của mình. Nếu bạn có năng lực thì bạn ngồi đâu bạn cũng thành công. Thế thì cái sự sợ hãi mất việc của bạn nó chỉ là một cái tín hiệu để cho bạn thấy rằng nếu bạn có năng lực để giải quyết mọi vấn đề, ngồi bất cứ môi trường nào, thì bạn sẽ không hề sợ hãi bị mất việc. Thậm chí bạn còn muốn rằng là lãnh đạo sẽ cho mình đi chỗ khác để phát huy năng lực của mình. Bạn thấy này, cái nỗi sợ mất việc của bạn nó cũng giống như, đơn giản như là bạn chưa biết bơi ấy. Bạn không biết bơi. Thế nếu bạn đã không biết bơi rồi thì bạn dù có thay cái bể khác sang cái bể bơi khác, bạn cũng không thể bơi được. Mà rất nhiều người thì chọn cái cách là
Thay vì là thì nếu chưa biết bơi thì phải đi học cách bơi, thì ở cái bể nào mình cũng bơi được. Thì nhiều người lại đã chọn cái cách là đi thay bể, đi sang cái bể khác xem hy vọng mình có biết bơi không. Các bạn sẽ thấy này, nếu như cuộc đời này là một dòng sông mà chúng ta phải bơi qua, nếu như cái câu chuyện kinh doanh của bạn là một dòng sông bạn phải buộc bơi qua, dòng sông rất sâu, nước chảy rất xiết, thì bạn sẽ chọn cách là gì? Biết bơi lúc đó mới bơi, hay là bạn chưa biết bơi bạn cứ nhảy ùm xuống? Cuộc sống đơn giản như vậy đấy. Cuộc đời này bạn muốn thịnh vượng, cuộc đời này bạn muốn hạnh phúc, cuộc đời này bạn muốn thành công, thì nó chính là một dòng sông, một dòng sông mà bạn phải bơi qua. Vậy thì để bơi qua được thì bạn phải đi học cách bơi, học cách bơi, học cách bơi. Kinh doanh cũng vậy, kinh doanh nó cũng là một dòng sông, mà dòng sông này thì chảy xiết hơn cả dòng sông êm ả cuộc sống kia. Nó đòi hỏi bạn phải không những học cách bơi mà nó còn đòi hỏi bạn là phải có cái sức khỏe để mà bơi qua. Vậy thì bạn đã học học cái cách bơi để có thể vượt sông được chưa? Hay là cứ thế bạn nhảy ùm xuống bạn bơi? Nếu bạn cứ như vậy bạn nhảy ùm xuống bạn bơi thì có nghĩa là bạn chìm rồi, bạn sặc nước rồi. Và nếu bạn bị sặc nước rồi, bạn biết là mình không biết bơi, cái bạn lại quay trở lại bờ, và bạn bắt đầu từ đó bạn sợ, bạn không dám bơi sang nữa, bởi vì bạn bảo tôi không biết bơi nên tôi không bơi. Nhưng ở bên bờ bên kia thì mới là hạnh phúc, mới là thành công, mới là viên mãn. Còn bạn thì cứ ngồi bên này than rằng là vì tôi không biết bơi, vì tôi xuống là tôi bị sặc nước cơ. Vậy thì ai giúp bạn được điều này? Nếu không phải là chính bạn phải học cách bơi để mà vượt sông. Lại quay trở lại cái điều mà bạn Hiếu nói về đó. Vậy thì cái trí tưởng tượng và cái nỗi sợ của bạn thì đơn giản là vì thay vì nghĩ là bạn sẽ phải đi học ở đâu, học thầy nào, để cái nỗi sợ hãi của trong bạn, nỗi sợ hãi trong bạn nó bị giảm đi và cái học bơi của bạn nó là nhanh nhất, thì bạn lại đi ngồi đó để nghĩ về ôi trời, mình xuống nước mình sẽ bị sặc, xuống nước ở dưới sông nó sâu lắm, rồi mình chìm xuống đấy mình sẽ chết như thế nào, có ai tìm được xác mình không. Và bạn bắt đầu cứ mở rộng cái nỗi sợ hãi của mình ra. Đấy, nó như vậy đấy các bạn. Rồi điều gì nữa nào? Ở đây nỗi sợ hãi này gì? Sợ doanh nghiệp suy giảm, sợ doanh nghiệp của bạn mất nhân sự. Nó phản ánh cái điều gì cho bạn đây? Nó là tín hiệu gì cho bạn đây? Nó là cái tín hiệu rằng là bạn đang thiếu cái năng lực để tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp của mình vượt qua các cơn bão cạnh tranh của thị trường, vượt qua cái sự suy thoái ngành nghề, vượt qua cái sự suy giảm về cái nhu cầu với sản phẩm của bạn, nhu cầu về cái dịch vụ của bạn. Còn nếu bạn có cái năng lực đó, bạn nhìn thị trường, bạn biết ngay rằng là sản phẩm nào, dịch vụ nào, nhu cầu nào thì nó cũng có cái tuổi đời của nó. Nếu như ngày xưa là 5 năm, 10 năm mới là một chu kỳ, thì bây giờ nó chỉ có vài tháng thôi là một chu kỳ rồi. Nào, bạn thấy cái đời Apple 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ra cứ là mầm. Rồi là Samsung Note 1, Note 2, Note 3, Note 7, Note 10 ra mầm. Vài tháng nó ra một Note rồi. Trong khi ngày xưa thì cả năm trời nó mới ra một mẫu điện thoại mới. Còn bây giờ chỉ vài tháng đã ra rồi. Vậy thì cái nhu cầu nó suy giảm nó nhanh như vậy, cái vòng quay về công nghệ nó nhanh như vậy. Trong khi đó bạn vẫn giữ cái tư duy cũ mà chẳng chịu thay đổi gì cả. Vậy thì bạn sẽ bị đánh bật khỏi thị trường thôi. Và vì bạn không đi học, để bạn không học được cái thứ làm thế nào để chúng ta có cái bộ não, làm thế nào để chúng ta có cái tư duy sáng tạo trong thị trường này, mà bạn cứ ngồi một chỗ và bạn sợ. Bạn sợ doanh nghiệp của mình suy giảm. Suy giảm là đương nhiên, nếu mà bạn không học cái cách để bạn có thể vượt qua. Tiếp tục gì nữa là bạn sợ gì? Hệ thống mất nhân sự, đúng rồi. Nào, bây giờ bạn hãy nghĩ, những nhân sự đi với bạn họ cần gì nào? Nhân sự đi với bạn họ cần gì? Họ cần biết được là đi với bạn có bền không? Đi với bạn một ngày nào đó có bị đứt gánh không? Bởi vì ở đằng sau họ là cuộc đời họ, đằng sau họ là tương lai của gia đình họ, con cái họ, bố mẹ họ. Vậy thì nếu mà đi với bạn, người ta thấy rằng là không biết là lúc nào mà cái doanh nghiệp của bạn sẽ đứt gánh, vậy thì người ta làm sao có thể yên tâm đi với bạn được? Vậy thì nếu như bạn sợ cái điều này thì bạn phải đi học cái cách làm sao đó để bạn có thể rõ ràng cho người ta biết rằng là doanh nghiệp của chúng ta đang dẫn đầu thị trường. Những gì chúng ta đang làm đang dẫn đầu thị trường. Vì thế chúng ta sẽ phát triển bền vững, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Rồi những nhân sự giỏi đi với bạn
bên cạnh cái câu hỏi của họ là gì? Đi với bạn có bền không? Người ta sẽ hỏi một câu hỏi tiếp theo, đi với bạn có giàu được không? Nếu đi với bạn không giàu được thì một lúc nào đó thôi, nó sẽ đi với người khác. Họ sẽ đi với người khác để tìm kiếm sự giàu có. Bởi vì chính bạn cũng đang tìm kiếm sự giàu có, đúng không nào? Vậy thì không thể nào bạn có thể gì vì thôi cứ ở với anh, chúng ta đói cùng đói, no cùng no được. Người ta sẽ phải tìm cách của họ. Bởi vì cái khát khao của chúng ta là gì? Sự giàu có, sự hạnh phúc. Đấy, cái thứ hai họ hỏi bạn rồi. Cái điều thứ ba nữa là gì? Họ sẽ hỏi tiếp là ở bên bạn thì họ có được gia tăng cái giá trị không? Họ có được đào tạo để họ có thể nắm được các cơ hội thị trường không? Trong doanh nghiệp của bạn thì tạo ra một cái thu nhập vô giới hạn, nhưng mà họ có được đào tạo để họ có thể nắm được cái cơ hội đó, biến cái cơ hội đó trở thành cái kết quả thực sự với cuộc đời họ không? Nếu bạn làm được cái điều đó thì nhân sự sẽ ở bên bạn. Nhưng vì bạn biết rằng bạn không có cái năng lực làm việc đó cho nên bạn sợ. Thế thì có phải là nỗi sợ nó chỉ là một tín hiệu cho bạn biết, và nỗi sợ nó đến, nó xảy ra với cuộc đời bạn là nó cho bạn và vì bạn không? Nó chỉ yêu cầu bạn là gì? Hãy đi để học cái thứ để có thể bạn dẫn dắt được doanh nghiệp. Nếu không bạn phớt lờ nó thì một ngày nào đó nó quay lại nó quánh sập cả doanh nghiệp của bạn. Cũng giống như là những cái sự mâu thuẫn trong gia đình bạn. Mà đầu nó li ti, nhưng bạn phớt lờ nó thì một ngày nào đó nó sẽ nổ bùng ra. Và cả cái gia đình của bạn nó cũng sẽ tan. Ok, cảm ơn bạn Biup Lisa. Chú này hóa thần rồi, thần thái, giọng nói liêu trai mê hoặc chém gió. Đúng rồi. Jack Ma nói, bạn thành công, bạn phải biết chém gió. Vậy bạn cứ chém đi. Nó yêu cầu là trong đầu bạn có gì để chém. Cuộc sống này không kìm hãm chúng ta điều gì cả. Và chính đầu óc chúng ta kìm hãm chúng ta mà thôi. Vậy thì bạn cứ chém đi. Mọi người sẽ sẵn sàng nghe. Và tất cả mọi người sẽ phản hồi lại bạn. Thế thôi mà. Rồi, điều gì nữa nào? Chúng ta sợ gì nữa? Chúng ta sợ đối mặt với đối tác để giải quyết những vấn đề đã tồn tại giữa hai bên. Và chúng ta cứ né tránh lần khất lần để hy vọng rằng qua thời gian thì cái vấn đề này nó sẽ nhẹ đi, nó qua đi. Không bao giờ. Vấn đề ta càng né tránh thì nó càng gây ra cái sự bức xúc, đặc biệt là trong đối tác. Đúng không ạ? Đối tác rất muốn giải quyết vấn đề, đặc biệt là họ ở cửa trên. Họ rất muốn bạn một câu trả lời rõ ràng. Cái này bao giờ giải quyết và giải quyết nó như thế nào? Thì bạn lại cứ khất lần. Và như vậy thì họ sẽ gì? Họ sẽ càng bức xúc. Và đến một ngày nào đó họ sẽ đến thẳng và đập thẳng vào bạn. Và đấy là vấn đề là gì? Đấy là cái nhân quả mà chính bạn đã tạo ra. Gì nữa nào? Nỗi sợ đối mặt với chính vấn đề của mình. Bao nhiêu bạn ở đây đang sợ đối mặt với chính vấn đề của mình? Ví dụ những mâu thuẫn trong vợ chồng, mâu thuẫn trong anh em, mâu thuẫn trong, và chúng ta né tránh không dám về gia đình, rồi mâu thuẫn với bố mẹ, chúng ta không dám nói chuyện với mọi người, gặp nhau chỉ bằng mặt thôi. Chúng ta đang né tránh và chúng ta không biết rằng cái quy luật của cuộc sống, luật tâm linh của cuộc sống này, nếu chúng ta đang mất kết nối, đặc biệt là mất kết nối với những người thân yêu của gia đình mình, thì hậu quả của chúng ta là những cái việc xung quanh, từ đời sống tinh thần, sức khỏe cho đến kinh doanh, nó đều gì? Bị loay hoay, bị bế tắc, bị vấp váp, bị trắc trở. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Rồi, chúng ta đã nói nỗi sợ. Rồi. Nỗi sợ của trong chúng ta chỉ là một tín hiệu. Và thực ra nỗi sợ nó không phải là cái thứ, nó thứ đến làm hại ta, mà nó đến là vì ta. Cũng như là cái những cái sự thất bại tạm thời ấy, nó đến là vì chúng ta, bởi vì nó đến để nó chỉ cho chúng ta biết rằng bạn chưa có năng lực, bạn chưa có bản lĩnh để bạn giải quyết vấn đề đó. Và tôi đến là vì bạn. Và tôi đến lần đầu tiên nó còn nhỏ bé, nó còn nhẹ nhàng. Nhưng nếu tôi đến để chỉ cho bạn mà bạn phớt lờ tôi, lần sau tôi mang nhiều quân hơn đến để cho bạn phải giải quyết tiếp. Nhưng nếu bạn đã giải quyết rồi thì lần sau cái đó nó trở lại, bạn coi nó như người bạn và bạn biến nó trở thành sức mạnh.
Vậy thì trong khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, thì có tất cả những công cụ để vượt qua những khó khăn, những thách thức một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng. Giống như buổi sáng nay, tôi vừa huấn luyện cô nhân viên của mình. Khi nói rằng em hãy livestream đi để bắt đầu thể hiện bản thân mình đi, thì tim cô mới như là nhảy khỏi lồng ngực và người run như chân như là muốn khuỵu xuống vậy. Vậy thì chỉ có 2 phút thôi, tôi làm cho cô ấy là bây giờ em còn thế nào? Có thấy hồi hộp không? Bảo không, hết rồi. Cuộc sống này nó luôn luôn có hai mặt anh chị. Nó luôn có hai mặt một vấn đề. Nó như là đêm và ngày, đen và trắng, rồi cong và thẳng, rồi bất hạnh và hạnh phúc, thất vọng và lạc quan vậy. Nó luôn luôn phải có hai mặt. Để nó gì? Để nó rèn luyện con người chúng ta. Có phải là có đau khổ chúng ta có hạnh phúc không? Nếu không có đau khổ thì làm sao chúng ta cảm nhận được hạnh phúc? Bởi vì chúng ta sinh ra lúc nào nó cũng hạnh phúc, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng hạnh phúc. Thế thì làm sao chúng ta biết đấy là hạnh phúc? Nếu chúng ta không có một cái thang gì để đo đâu là hạnh phúc, đâu là đau khổ. Vậy một điều nữa bật mí với anh chị chúng ta là gì? Nếu như một bên nó là đầy rẫy những thách thức của cuộc sống, Thì bên kia cũng là rất nhiều người thành công đang chỉ cho chúng ta cái cách làm thế nào để chúng ta vượt qua. Đúng không chị? Anh chị chỉ lục lại tất cả những người thành công là những người xuất chúng nhất trên thế giới này, họ có phải họ đã bật mí cho chúng ta hết những cái điều gì mà để chúng ta làm để vượt qua không? Ví dụ như là Zig Ziglar rồi là Jim Rohn, các ông nói rằng bạn càng có năng lực để giải quyết vấn đề cho người khác và bạn giải quyết vấn đề để cho càng nhiều người, bạn càng giàu. Có đúng không ạ? Có đúng cái điều đó không? Thứ hai, trong xây dựng hệ thống, trong xây dựng doanh nghiệp, trong xây dựng kinh doanh, Jim Rohn ông cũng nói rằng gì? Để xây dựng được một hệ thống trung thành, bạn phải là người trung thành đầu tiên. Để xây dựng được một hệ thống mà toàn những người nề nếp, những người kỷ luật, những người gương mẫu thì bạn phải là người đó đầu tiên. Để xây dựng được một hệ thống toàn những người giỏi, người xuất chúng, người thông minh, bạn phải trở thành người đó đầu tiên. Bởi vì chúng ta đều luôn luôn muốn hướng đến điều tốt đẹp, hướng đến sự chuẩn mực, hướng đến sự thành công giàu có. Và chúng ta luôn luôn đi tìm những hình mẫu. Chúng ta đi tìm những hình mẫu để chúng ta muốn trở thành họ. Vậy thì có phải bạn cứ trở thành một tượng đài xuất sắc thì người ta sẵn sàng đi theo bạn không? Thì người ta đã sẵn sàng đi theo bạn, ở bên bạn để người ta muốn trở thành bạn, giống bạn. Vậy thì bạn có một doanh nghiệp bền vững, bạn có một hệ thống kinh doanh bền vững, bạn có một chuỗi bền vững. Và bạn sẽ tiếp tục làm mình xuất sắc nữa đi, để bạn luôn luôn là cái cục nam châm thu hút đi. Thì trong cuộc sống này, ngoài thị trường kia cũng có gì? Người nam châm, rồi người dám cho đi rất nhiều cái thứ. Những người thành công họ đã chỉ cho chúng ta cái cách làm thế nào để chúng ta có thể dễ dàng vượt qua mọi thách thức cuộc sống này. Mà thách thức đến, nó là bạn, nó đến là vì chúng ta, nó đến là cho chúng ta. Vậy bây giờ làm thế nào? Làm thế nào để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi? Làm thế nào? Cái điều đầu tiên, thay đổi tư duy. Thay đổi tư duy, từ tư duy là nếu gặp khó khăn thách thức thì chúng ta nghiêng về nỗi, nghĩ về cái nỗi sợ hãi làm nó bùng nổ trong não mình. Thì chúng ta thay đổi cái tư duy rằng nghĩ sang một cái bên là làm thế nào để tôi vượt qua nó. Thay đổi cái hướng tập trung suy nghĩ của mình, làm thế nào để tôi vượt qua nó. Và nếu như cái vấn đề đó nó là thách thức lớn, nó đòi hỏi bạn phải đi học, nó đòi hỏi bạn phải bỏ tài chính ra học, thì cần phải bỏ tài chính ra học. Chứ nếu bạn lại quay trở lại, bạn nghĩ rằng những cái khóa học này bây giờ tôi không đủ tiền, thì bạn đang quay trở lại cái tư duy cũ của bạn rồi. Và bạn lúc này thì bạn thử nghĩ xem bạn đã dùng cái tư duy cũ này bao lâu rồi. Và chính là việc là bạn dùng cái tư duy cũ này cho nên bạn mới tạo ra cái kết quả hiện tại. Đơn giản như vậy thôi. Nó như vậy đấy. Vậy thì bây giờ tôi nói rằng cần phải gì? Trước hết, điều đầu tiên là phải thay đổi tư duy, thay đổi cái khuôn mẫu trong bạn đi. Điều đầu tiên là như vậy. Thứ hai là phải đi tìm học những kiến thức đúng, những tri thức đúng, kiến thức đúng, tri thức đúng. Và tôi khuyến nghị và tôi cũng mong muốn từ trái tim mình, cái điều đầu tiên các bạn đi học, học đâu cũng được, nhưng phải là NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy nguyên bản, nguyên chủng của ABNLP Hoa Kỳ. Bởi vì tại sao lại học cái giáo trình nguyên bản như vậy? Bởi vì tại những khóa học như vậy, bạn mới có giáo trình, bạn mới có công thức, bạn mới có quy trình, bạn mới có biểu mẫu để nó hướng dẫn từng ly từng tí bạn làm như thế nào. Nó giống như một cái bản đồ. Bạn đến một thành phố mới, bạn chưa từng đến bao giờ, nhưng NLP đấy nó chính là một cái bản đồ. Để bạn nhìn đấy thì bạn sẽ biết đi đâu về đâu, bạn đi thế nào thì đến, đi bằng phương tiện gì, đi bao lâu thì sẽ đến. Thì NLP nó chính là một cái bản đồ cho cuộc đời bạn, bản đồ cho bạn kinh doanh, bản đồ cho bạn ứng xử, bản đồ cho bạn phát triển bản thân mình.
Điều thứ hai là như vậy, tìm kiến thức đúng để du nhập vào mình. Từ cái sự hiểu biết đó thì bạn sẽ biết là nỗi sợ nó không có thật, bởi vì bạn đã chủ động, bạn biết cách là làm thế nào để vượt qua mọi nỗi sợ rồi. Và cái điều thứ ba, hành động để có hiểu biết, hành động để bạn hiểu được nỗi sợ nó không có thật. Vì sao nó không có thật? Là bởi vì khi bạn biết những công cụ, những kỹ thuật và những hiểu biết để hiểu rằng nỗi sợ nó không có thật, bạn dễ dàng khi nó đến, bạn dễ dàng vượt qua, thì bạn sẽ thấy rằng nó không có thật. Nó không có thật. Và một ngày nào đó, tôi sẽ biểu diễn cho bạn kể cả cái nỗi sợ ma, sợ ma, sợ rắn, sợ chuột, sợ tất cả những cái thứ nó ám ảnh mình. Thì tôi chỉ làm cho các bạn chỉ được 10 phút thôi, cái nỗi sợ đã bay sạch, không còn gì nữa. Không còn gì nữa. Một ngày nào đó tôi sẽ biểu diễn cho các bạn, trước các bạn bằng những live stream như thế này, để các bạn thấy rằng NLP nó vi diệu như thế nào, nó mạnh mẽ như thế nào. Bởi vì cái nguyên lý con người nó cực kỳ đơn giản. Con người không khác gì cái máy. Bộ não con người không khác gì cái máy. Và nếu chúng ta biết cách để điều chỉnh nó, thay thế nó trong tâm trí này, thì mọi thứ nó không còn là vấn đề nữa. À, như vậy thì trong cái khuôn khổ của một buổi live stream này, thì tôi không thể nào mà đưa ra những cái công cụ để có thể giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình. Tôi chỉ có thể nói ra cái điều, những nguyên lý, những nguyên tắc mà để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề mà thôi. Cho nên tôi đã phát hành chương trình NLP Online, một chương trình NLP Online để giúp những người muốn thấu hiểu được bản thân mình, muốn thấu hiểu những nguyên lý của cuộc đời này, những biết cái cách làm thế nào để có thể kinh doanh, làm thế nào để có thể giao tiếp, làm thế nào để có thể tự tin, làm thế nào để có thể làm chủ mọi cái cạnh của cuộc sống mình. Thì các bạn hãy cứ học chương trình NLP Online đã. Cái chương trình đó nó chỉ trị giá có 100 đô la Mỹ thôi. Có hai, nó bằng 2.300.000 đồng để các bạn có thể thấu hiểu bản thân mình, để các bạn có thể biết được làm cách nào để các bạn có thể tự tin và thành công trong cuộc sống này. Các bạn có dám gì? Các bạn có dám đầu tư 2.300.000 để hiểu mình không? Để nắm được các nguyên lý, để nắm được các cái công cụ để bạn không còn thất bại nữa không? Các bạn có dám đầu tư 2.300.000 đồng không? Hay là các bạn sẽ sẵn sàng bỏ ra gì? 230 triệu, 2,3 tỷ đồng để có thể mở ra một cửa hàng kinh doanh, để có thể mở ra một cái nhà xưởng nào đó. Rồi toàn bộ cái điều đó nó lại sập sệ, nó lại sập đi, nó có thể nó về không, thậm chí nó có thể âm mà không nhận được điều gì, vẫn không nhận ra được điều gì. Tôi chào mừng các bạn đến với khóa học NLP Online mà tôi đã phát hành. Các bạn chỉ cần comment đây, vâng, tôi muốn học để hiểu mình. Tôi muốn học để hiểu mình, thì các bạn sẽ comment ở bên dưới. Các bộ phận của tôi sẽ chăm sóc bạn. Còn những bạn mà tôi biết có rất nhiều bạn ở trong này đang nghe livestream này đã học chương trình NLP Online, vậy các bạn hãy lên tiếng, các bạn hãy lên tiếng giúp tôi để chia sẻ với những người lần đầu tiên tiếp cận với những livestream này, lần đầu tiên các bạn làm livestream này, để hiểu rằng là các bạn đã học được điều gì, đã hiểu được điều gì, đã ngộ ra điều gì, đã giải quyết được điều gì trong chương trình NLP Online của tôi với cái mức đầu tư nó chỉ có 2.300.000 đồng. Rồi sau đó các bạn mới thấy rằng những công cụ, những kỹ thuật NLP này nó cực kỳ, nó vi diệu, nó mạnh mẽ như thế nào. Thì lúc đó các bạn mới có cái quyết tâm để các bạn học trực tiếp, để tôi có thể hỗ trợ các bạn, để có thể chia sẻ toàn bộ những cái công cụ giúp các bạn kiến tạo nên cuộc đời của mình, kiến tạo lại bộ phim cuộc đời mình từ thời điểm này. Nó không còn là cái bộ phim bê bết nữa, loay hoay, bế tắc, stress, buồn, chán, thất vọng nữa. Nó không còn là một cái bộ phim đầy dậy những thất bại nữa. Và các bạn bắt đầu biết cách gì, làm thế nào, từng ly từng tí một, để các bạn bắt đầu kiến tạo lại cuộc đời mình, thay đổi mọi mặt khía cạnh cuộc sống của mình theo mong muốn của các bạn. Rồi, bây giờ thì tôi phải đến cái chỗ hẹn như cái cú hẹn vừa rồi đây. Có hai chủ doanh nghiệp rất là quan trọng và chúng tôi cũng sẽ bàn cái cách này. Làm thế nào để cuộc sống trở nên thịnh vượng, giàu có và hạnh phúc, chia sẻ cái điều đó đến tất cả mọi người. Xin chào các bạn. Nào, các bạn mong muốn thực sự thấu hiểu mình, thực sự để nắm được những công cụ, để làm cách nào để biết rằng cuộc đời mình sẽ đi về đâu, các bạn hãy comment tôi muốn ở bên dưới. Và bạn Kevin Hùng, chào mừng bạn. Mấy hôm nay tôi thấy cái khẩu khí, thấy cái năng lượng của bạn rất là tuyệt vời. Bạn hãy comment với đây với tất cả mọi người xem bạn đã học được điều gì trong chương trình NLP Online, và đặc biệt là bạn đã học được cái điều gì chỉ có 3 ngày học trực tiếp với tôi thôi. Các bạn hãy comment để những người bạn chúng ta ở đây có thể được biết, để họ có nhiều động lực hơn, để có thể đập tan được cái nỗi sợ vô cớ, cái nỗi sợ không có thật trong họ, để họ dám đầu tư vào bộ não của mình, dám có kiến thức để thành công. Rồi bây giờ thì tạm biệt các bạn.